YouTube bắt tay Shopee tấn công thị trường mua sắm trực tuyến Việt Nam. Vì sao tấm biển bảo hành cao tốc 10 năm của tập đoàn Sơn Hải bị xóa chữ gây tranh cãi? Rà soát đất tạm cư nhỏ lẻ để xây nhà ở xã hội ở Đà Lạt. NVIDIA thế chân Intel trong chỉ số Dow Jones. Công nghiệp ô tô Đức có thể mất 186.000 việc làm vì xe điện. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng tôi điểm qua một số tin tức kinh tế mới nhất vừa được cập nhật. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Huyền Trang của truyền hình VOV. Ngày 4 tháng 11, VinFast và Công đoàn Tài xế và Người lao động Durango tại Mexico đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược bao gồm khả năng mua 3.000 xe điện VF5 và 300 xe buýt điện để vận hành tại Mexico. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ đàm phán về giao dịch bán xe điện VF5 và xe buýt điện cho Công đoàn Tài xế Durango, thành viên của Liên đoàn Người lao động Mexico, nhằm phục vụ vận tải hành khách công cộng tại thành phố Durango, thay thế đội xe xăng hiện hành. Ngoài ra, VinFast cùng công ty VGreen và CTM sẽ hợp tác nghiên cứu thiết lập, lắp đặt hoặc vận hành cơ sở hạ tầng trạm sạc cho xe ô tô điện và xe buýt điện tại thành phố Durango. Các bên cũng sẽ xây dựng mạng lưới sạc thuận tiện và phủ khắp nhằm đáp ứng nhu cầu của cả phương tiện giao thông cá nhân và công cộng. Mới đây, YouTube chính thức ra mắt chương trình YouTube Shopping Affiliate tại Việt Nam, hợp tác cùng Shopee nhằm cung cấp cho nhà sáng tạo cơ hội nhận hoa hồng từ việc quảng bá sản phẩm trong video, đồng thời thúc đẩy doanh số bán hàng trên nền tảng này. Với YouTube Shopping, người dùng có thể trực tiếp khám phá và mua sản phẩm từ các video của nhà sáng tạo yêu thích, mở ra trải nghiệm mua sắm mới mẻ cho hàng triệu người xem Việt Nam. Tính năng này cũng giúp các nhà sáng tạo mở rộng nguồn thu nhập từ nội dung của mình. Theo đó, Việt Nam là một trong 6 quốc gia trên toàn cầu và là một trong 3 quốc gia Đông Nam Á được YouTube chọn để triển khai tính năng này, phù hợp với sự phát triển của kinh tế số tại đây. Theo dự báo, tổng giá trị hàng hóa tại Việt Nam sẽ đạt 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, trong đó thương mại điện tử đóng góp 24 tỷ đô la Mỹ với mức tăng trưởng 22% theo báo cáo của Google, Temasek và Bain & Company. Từ 8 giờ ngày 4 tháng 11 đến 17 giờ ngày 6 tháng 11, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hoàng Mai, Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản là lô gỗ, củi, thu hồi do bão số 3 gây ra. Theo thông báo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hoàng Mai, tài sản đấu giá gồm 240,7 mét khối gỗ, trong đó có 109,1 mét khối gỗ giả cừ, 131,6 mét khối gỗ tạp và 53,9 tấn củi. Đây là gỗ củi thu hồi sau cơn bão số 3, thuộc nhiệm vụ xử lý khẩn cấp, khắc phục thiệt hại về cây xanh đô thị sau cơn bão số 3 trên địa bàn quận Hoàng Mai. Theo thông báo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hoàng Mai, giá khởi điểm của lô tài sản trên là hơn 342,3 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa cho biết, vào ngày 16 tháng 11, địa phương này sẽ tổ chức đấu giá 25 thửa đất ở thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, có diện tích từ 83 đến 157 m2 một thửa, với giá khởi điểm 5,3 triệu đồng một mét vuông. Việc đấu giá từng thửa đất được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên. Trong khi đó, ngày 11 tháng 11, huyện Hoài Đức, Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá 32 thửa đất LK05 và LK06 thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiền Yên. Các thửa đất có diện tích 97 đến 172 m2 một thửa với giá khởi điểm 7,3 triệu đồng một mét vuông. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, cuộc đấu giá 68 thửa đất ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai đã thu hút 1.500 người tham gia với trên 4.200 bộ hồ sơ. Kết thúc phiên đấu giá, thửa đất có giá trúng cao nhất là 100,5 triệu đồng một mét vuông, gấp khoảng 10 lần so với giá khởi điểm. Tuy nhiên, sau phiên đấu giá, chỉ có người trúng đấu giá 13 lô đất nộp đủ tiền, còn lại đều bỏ cọc. Còn tại huyện Hoài Đức diễn ra phiên đấu giá 20 lô đất ở xã Tiền Yên, với lô đất trúng đấu giá cao nhất lên tới 133,3 triệu đồng một mét vuông, gấp 18 lần so với giá khởi điểm. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, người trúng đấu giá lô đất trên đã nộp tiền sử dụng đất đầy đủ. Những ngày qua, vụ việc tập đoàn Sơn Hải phản ánh về việc dòng chữ đoạn đường Sơn Hải bảo hành 10 năm trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu bị xóa bỏ đã thu hút sự chú ý và gây tranh cãi. Phía tập đoàn Sơn Hải khẳng định biển báo là tài sản riêng của doanh nghiệp, nhưng nhiều đơn vị phủ nhận và cho rằng cần phải gỡ để đảm bảo an toàn cho phương tiện. Vậy thực hư ra sao?
Trước đó, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải gửi đơn tố giác tội phạm tới Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thị xã Nghi Sơn, đề nghị các cơ quan này vào cuộc điều tra về hành vi có dấu hiệu phá hoại. Cụ thể, doanh nghiệp này cho rằng một nhóm người đã đi dọc cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, phá hoại 9 biển cam kết bảo hành 10 năm của Tập đoàn Sơn Hải từ km 380+000 đến km 385+200 thuộc gói thầu XL01. Được biết, ngày 2 tháng 11, đơn vị xóa dòng chữ này đã lộ diện, chính là khu quản lý đường bộ 2, khu 2, Cục Đường bộ Việt Nam. Nguyên nhân xóa bỏ dòng chữ trên được ông Nguyễn Đức Dũng, phó giám đốc đơn vị này cho biết vì không có trong hồ sơ thiết kế. Theo ông Dũng, tuyến đường cao tốc được thông xe từ tháng 9 năm 2023. Đến tháng 8 năm 2024, PMU6 chính thức bàn giao dự án cho khu 2 là đơn vị quản lý vận hành. Sau khi giả soát toàn tuyến để tiếp nhận bàn giao, khu 2 đã phát hiện dòng chữ này được ghi trên biển báo chỉ hướng đường treo trên cao và trên biển thông báo đặt bên lề đường là không đúng. Tuy nhiên, sau đó các bên không thực hiện, nên khu quản lý đường bộ 2 đã yêu cầu đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên sửa chữa ngay những biển báo không đúng với hồ sơ thiết kế, có dòng chữ quảng cáo không đúng quy chuẩn. Ông Dũng thông tin thêm, không chỉ cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, trên tuyến Diễn Châu Bãi Vọt cũng xuất hiện tình trạng quảng cáo thương hiệu của nhà thầu tại các dầm cầu vượt cắt ngang đường và các nội dung này đều bị xóa bỏ, không có ngoại lệ. Sau khi khu quản lý đường bộ 2 lên tiếng nhận đã xóa bỏ dòng chữ, ngay trong ngày 2 tháng 11, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải khẳng định, biển báo trên là tài sản của nhà thầu là Tập đoàn Sơn Hải, biển báo không nằm trong các hạng mục được thanh toán. Ông Hải cho biết thêm, đây không phải biển báo giao thông, mà là biển thông báo về cam kết bảo hành đường 10 năm. Vì các biển này được doanh nghiệp thiết kế theo đúng tiêu chuẩn của biển báo giao thông, nên có thêm những thông số giao thông để đảm bảo an toàn cho phương tiện. Tuy nhiên, ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, Tập đoàn Sơn Hải nói biển báo hiệu trên đường cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu là tài sản của doanh nghiệp là không đúng. Tập đoàn Sơn Hải được biết đến là một trong những nhà thầu xây dựng đường cao tốc có uy tín của Việt Nam. Tất cả các con đường do Sơn Hải xây dựng đều được bảo hành 10 năm. Truyền hình VOV sẽ tiếp tục thông tin. Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo quản lý thị trường bất động sản và nhà ở xã hội giai đoạn 2015 đến năm 2023 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã kết luận, nhu cầu nhà ở xã hội tập trung ở thành phố Đà Lạt nhưng quỹ đất còn hạn chế, quy mô nhỏ, nằm rải rác. Những khu vực này khó thu hút đầu tư bởi hệ số sử dụng đất không cao, chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng. Loại hình sản phẩm cũng thiếu đa dạng, chưa có sản phẩm cho công nhân, người lao động tại khu công nghiệp. Điều này dẫn đến việc phát triển phân khúc này tại địa phương còn chậm, hiệu quả chưa cao. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở và địa phương rà soát quỹ đất để xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội năm 2025. Trong đó, tỉnh yêu cầu thành phố Đà Lạt rà soát quỹ đất đang bố trí nhà tạm cư nhỏ lẻ, không hiệu quả, hoặc một số vị trí đất công ở xa trung tâm để lập quy hoạch xây nhà ở xã hội. Ghi nhận của truyền hình VOV, Phạm Luân, truyền hình VOV tại Lâm Đồng. Chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng được đưa ra trong bối cảnh tiến độ phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Đà Lạt còn chậm, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Trước đó, trong báo cáo về phát triển nhà ở xã hội, Sở Xây dựng cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo khởi công ít nhất một dự án trong năm 2024. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, cơ quan này không có báo cáo rà soát vị trí các quỹ đất xây nhà ở xã hội hay đề xuất giải pháp để đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Trong giai đoạn 2021-2023, thành phố Đà Lạt có 2 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang đấu thầu chọn nhà đầu tư, gồm nhà ở xã hội Kim Đồng, phường 6, nhà xã hội khu quy hoạch 5B, CC5, phường 3 và 4. Một dự án khác đang rà soát pháp lý là nhà ở xã hội Sào Nam, phường 11. Sở Xây dựng đánh giá, tiến độ phát triển nhà ở xã hội ở thành phố Đà Lạt còn chậm, gặp nhiều khó khăn. Đơn cử thời gian lập và thẩm định chủ trương đầu tư 3 dự án trên đều kéo dài do vị trí quy hoạch chưa phải đất sạch. Tiến độ thu hồi đất cũng chậm so với lộ trình đã được tỉnh thống nhất. Trong khi đó, Đà Lạt là địa phương dẫn đầu về số lượng người thu nhập thấp có nhu cầu mua nhà xã hội với gần 1.300 người. Theo sau là thành phố Bảo Lộc 1.100 người và huyện Đức Trọng 480 người. Các địa phương còn lại không có nhu cầu. Gộp cả công nhân trong khu công nghiệp và lực lượng vũ trang nhân dân, Lâm Đồng có hơn 9.400 người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt sớm triển khai các dự án nhà ở xã hội và chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ kế hoạch phát triển nhà ở năm nay. Được biết, từ năm 2022, Đà Lạt không có dự án nào đưa vào sử dụng.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh tại cuộc họp về tình hình triển khai một số dự án đầu tư kéo dài, chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất kết luận, chỉ đạo các dự án đầu tư kéo dài, chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng gây bức xúc trong xã hội, có biểu hiện của lãng phí. Ông Thanh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần nhận thức đầy đủ, có cách tiếp cận mới theo thẩm quyền, chủ động rà soát với trách nhiệm cao nhất, bảo đảm thúc đẩy đưa các tài nguyên, tiềm năng của thành phố trở thành động lực và nguồn lực phát triển thủ đô Hà Nội, thực sự mang lại lợi ích cho xã hội, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài, dù là dự án đầu tư công hay ngoài ngân sách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành phối hợp rà soát, tham mưu cho các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách các lĩnh vực xem xét, thống nhất quan điểm chỉ đạo, thống nhất cách làm để tập trung tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tính khả thi cho các dự án đầu tư theo lĩnh vực được giao quản lý. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 5 dự án đầu tư kéo dài, chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng. Cụ thể, dự án công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy, dự án này chậm triển khai nhiều năm. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh trong công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại. Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, sau 25 ngày kể từ ngày nhà đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ, các sở ngành thành phố có trách nhiệm tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Với dự án Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thanh tra thành phố đẩy nhanh tiến độ thanh tra theo chỉ đạo, sớm có kết luận, kiến nghị phương án xử lý, giải quyết tồn tại, vướng mắc của dự án. Đối với dự án xây dựng khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố phối hợp thực hiện quyết toán theo hạng mục hoàn thành trong tháng 12 năm 2024. Về việc chuyển đổi các hạng mục A2, A3, A4 sang nhà ở xã hội cho thuê, ông Thanh giao các đơn vị khẩn trương thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tổ chức thẩm định, trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua chủ trương đầu tư tại phiên họp đầu năm 2025. Trên cơ sở đó, hoàn thành việc cải tạo nâng cấp tòa A2, A3 trong năm 2026, hoàn thành đầu tư xây dựng tòa A4 chậm nhất trong năm 2027. Với dự án khu nhà ở tái định cư thuộc khu đô thị Đền Lừ 3, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc cải tạo, sửa chữa công trình CT1, CT2, CT3, bảo đảm chất lượng, cảnh quan môi trường để phục vụ tái định cư cho nhân dân, hoàn thành bàn giao công trình trong quý 2 năm 2025 để bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn quận và các dự án khác trên địa bàn quận. Thống nhất chủ trương việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng công trình nhà tái định cư tại hai ô đất CT4, CT5 bằng nguồn đầu tư công. Dự án tổ hợp hỗn hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa tại số 148 Giảng Võ là thành phần trong tổng thể các dự án đầu tư, cùng với dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, khu đô thị Đông Anh, dự án Mễ Trì. Hiện công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam là đơn vị có quyền sử dụng đất. Việc gia hạn thời gian thuê đất, đăng ký biến động là thủ tục thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng đô la Mỹ giảm giá tại thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 4 tháng 11 trong bối cảnh các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần đầy biến động của nền kinh tế toàn cầu. Với việc cử tri Mỹ bầu tổng thống mới và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục cắt giảm lãi suất để tác động mạnh đến lợi suất trái phiếu. Đồng euro tăng 0,4% lên 1,0876 đô la Mỹ một euro, nhưng sau đó đối mặt với mức kháng cự 1,0905 đô la Mỹ một euro. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ giảm 0,3% so với đồng yên, xuống còn 152,45 yên một đô la Mỹ. Chỉ số đồng đô la Mỹ giảm 0,3% xuống 103,94. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump đang bám đuổi sát nút trong các cuộc thăm dò dư luận và có thể chưa xác định ngay được người chiến thắng sau khi kết thúc bỏ phiếu. Giới phân tích cho rằng các chính sách của ông Trump về nhập cư, cắt giảm thuế và thuế quan sẽ gây áp lực tăng lạm phát, lợi suất trái phiếu và tỷ giá đô la Mỹ, trong khi bà Harris được xem là ứng cử viên duy trì chính sách kinh tế và thương mại hiện tại. Việc đồng đô la Mỹ giảm giá ban đầu có thể liên quan đến cuộc thăm dò uy tín cho thấy bà Harris bất ngờ dẫn trước 3 điểm phần trăm tại bang Iowa, nơi nhận được sự ủng hộ lớn từ cử tri nữ. Nhà phân tích Chris Weston tại công ty môi giới Pepperstone nhận định nhiều người cho rằng chiến thắng của ông Trump sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ.
Trong trường hợp nếu ông Trump thắng cử và Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả Quốc hội, thì khả năng đồng đô la Mỹ tăng mạnh là rất cao do tác động của các chính sách tài khóa đối với thị trường trái phiếu. Còn nếu bà Harris thắng cử với một Quốc hội chia rẽ, thì sẽ dẫn đến sự điều chỉnh của thị trường, đảo ngược các xu hướng được dự đoán dưới chiến thắng của ông Trump. Tình hình không chắc chắn về kết quả bầu cử là một trong những lý do khiến thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 7 tháng 11 thay vì mức giảm 0,5 điểm phần trăm như trước đó. Thị trường dự đoán 99% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất xuống còn 4,5 đến 4,75% và 83% khả năng sẽ có một đợt cắt giảm tương tự vào tháng 12 năm 2024. Ngân hàng Trung ương Anh cũng sẽ họp vào ngày 7 tháng 11 và dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Trong khi đó, Riksbank, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển, được dự đoán sẽ giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm và Norwegian, Ngân hàng Trung ương Na Uy, dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ nhóm họp vào ngày 5 tháng 11 và cũng được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất. Nvidia sẽ thay thế vị trí của nhà sản xuất chip đối thủ Intel trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, một sự thay đổi đối với chỉ số Blue Chip phản ánh sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và thay đổi lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn. Cổ phiếu Intel đã giảm 1% trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm 1 tháng 11, trong khi cổ phiếu Nvidia tăng 1%. Sự thay đổi sẽ chính thức xảy ra vào ngày 8 tháng 11. Cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 170% kể từ đầu năm 2024 tới nay. Năm ngoái, cổ phiếu này cũng đã tăng 240%. Cơn sốt AI khiến các nhà đầu tư mạnh tay mua cổ phiếu nhà sản xuất chip ứng dụng trong lĩnh vực AI. Vốn hóa thị trường của Nvidia hiện đạt 3,3 nghìn tỷ đô la Mỹ, chỉ xếp sau Apple trong số các công ty đại chúng. Các công ty bao gồm Microsoft, Meta, Google và Amazon đang ồ ạt chi tiền mua chip đồ họa của Nvidia, chẳng hạn với H100, để xây dựng các cụm máy tính phục vụ cho các ứng dụng AI của họ. Với việc đưa Nvidia vào danh sách, 4 trong số 6 công ty công nghệ nghìn tỷ đô hiện đã góp mặt trong Dow Jones. Hai công ty không có trong rổ chỉ số này là Alphabet và Meta. Trái ngược với sự thăng hoa của Nvidia, cổ phiếu Intel lại cắm đầu lao dốc. Thống trị mảng chip cho máy tính từ rất lâu, nhưng thị phần này của Intel hiện đang mất vào tay AMD. Trong khi đó, doanh nghiệp đạt được rất ít sự tiến triển trong mảng AI. Cổ phiếu Intel đã giảm hơn một nửa trong năm nay khi công ty phải vật lộn với những thách thức về sản xuất và cạnh tranh mạnh mẽ trong kinh doanh. Intel cũng nói rằng doanh nghiệp đã đạt được đồng thuận trong việc cắt giảm chi phí và vốn, bao gồm giảm biên chế 16.500 nhân viên, cũng như giảm diện tích bất động sản. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones gồm 30 cổ phiếu lớn trên sàn chứng khoán Mỹ và được tính theo giá của từng cổ phiếu thay vì tổng giá trị thị trường. Theo báo cáo mới do Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức ủy quyền, việc chuyển đổi ngành công nghiệp ô tô tại Đức sang sản xuất xe điện có thể khiến 186.000 việc làm bị mất đi vào năm 2035. Ở thời điểm hiện tại, số việc làm đã mất rơi vào khoảng 46.000 việc làm, tương đương 1/4 của con số 186.000. Tình trạng này xuất hiện khi ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng do điều kiện thị trường thay đổi mạnh mẽ. Động thái chuyển sang xe điện đã dẫn đến những chuyển đổi tác động đến một số công ty, bao gồm cả Volkswagen của Đức. Công ty đã thực hiện cắt giảm chi phí mạnh mẽ và công bố kế hoạch đóng cửa 3 nhà máy tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Các cuộc khảo sát thường xuyên do Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức tiến hành trong số các thành viên của ngành ô tô cỡ vừa cho thấy ngày càng nhiều công ty hoãn, di rời hoặc hủy bỏ hoàn toàn các khoản đầu tư thực sự được lên kế hoạch ở Đức. Hơn 1/3 công ty đang có kế hoạch di rời các khoản đầu tư ra nước ngoài. Báo cáo triển vọng việc làm trong ngành công nghiệp ô tô của Viện Nghiên cứu Prognos cho thấy đã có 75.000 việc làm bị mất kể từ năm 2019 trong ngành công nghiệp ô tô, trong đó gần 8.900 việc làm liên quan đến công việc gia công kim loại. Đến năm 2035, khi chỉ còn xe chạy bằng pin điện được sản xuất, có thể sẽ có thêm 140.000 việc làm bị mất. Trong tương lai, các ngành nghề về khoa học máy tính, công nghệ thông tin và truyền thông, cũng như cơ điện tử, năng lượng và điện sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn và chiếm số lượng lớn hơn trong ngành ô tô. Mặt khác, công nghệ hàn và kết cấu kim loại hay công việc gia công kim loại ngày càng ít quan trọng hơn và cũng ít công nhân hơn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!